Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hi Tuấn. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 18 tây tháng 11 năm 2013 và chương trình đang trực tiếp gửi tới quý vị. Và chương trình sẽ được chiếu lại vào sáng ngày mai từ 8 giờ sáng cho tới 9 giờ sáng qua đài truyền hình Việt TV và 10 giờ sáng cho tới 11 giờ sáng qua đài truyền hình Việt Face. Và tiếp tục cho chương trình thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại là 713-469-9000. Đó là 713-469-9000. Và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp ạ. Dạ, xin mời lên tiếng ạ. Cho Tuấn biết tên và gọi từ đâu đi ạ. Dạ, xin mời dây kế tiếp ạ. Cho Tuấn biết tên và gọi từ đâu đi ạ. Tôi tên Phương ở thành phố Đà Lạt. Dạ vâng. À, cho tôi hỏi là tôi làm bảo lãnh hồ hai bộ hồ sơ cho hai đứa em ở Việt Nam. Hai đứa đều có gia đình. Nhưng giờ tôi làm rồi thì giờ tôi hỏi hai bộ hồ sơ mình gửi chung đi trong một bì thư, một phong bì có được hay không, hay mình phải gửi hai riêng ra? Dạ vâng. À, thưa ông Phương ạ, gửi riêng hay là gửi chung cái nào cũng được hết. Make sure nó là hai cái 130 và hai cái chi phí, mỗi cái 140, trong mỗi một cái hồ sơ 420 đồng. Tuấn thì thường Tuấn thích gửi mỗi một bộ hồ sơ riêng trong một phong bì và mỗi bộ hồ sơ riêng một cái phong bì, rồi bỏ hai cái phong bì vào một cái phong bì gửi cho sở chú. Cái nào cũng được hết chú, miễn sao có hai cái 130 và cả hai cái chi phí riêng. Thưa ông Phương, ông còn câu hỏi gì nữa không ạ? Không, một câu hỏi đó là mình bỏ hai bì thư là trong một cái phong bì lớn cũng được phản ứng Tuấn. Dạ vâng, dạ vâng. À, dạ vâng, rất là cảm ơn ông Phương. Và bây giờ cho nói tới cái vấn đề đó thì bây giờ mình nói sơ qua một tí thôi. À, đầu chương trình thì Tuấn có nói là tất cả các hồ sơ bảo lãnh được gửi hết về một cái hộp thơ của một cái trung tâm visa. Xin lỗi, một cái trung tâm của sở di trú. À, giả sử chú làm hồ sơ bảo lãnh, chú Phương làm hồ sơ bảo lãnh ở đây. À, bạn của chú ở bên Seattle, Washington làm hồ sơ bảo lãnh cho vợ, nó cũng về hết một cái địa điểm. Và đây là một cái trung tâm của sở di trú, nó rất là lớn. À, Tuấn đã có cơ hội đi tour cái trung tâm này, nó rất là lớn. À, nó giống như là một cái shopping mall đó, mà cái nó không có open cho public. Và khi mà tới cái hồ sơ nó tới đó, không phải là nhân viên của sở di trú mở cái hồ sơ của quý vị, mà đây là những cái người contractor, là những người đã có cái contract của những cái cơ sở, người ta chỉ có cái trách nhiệm thôi là coi cái hồ sơ nó đầy đủ hay không, nhận cái check fee điên và sau đó thành lập hồ sơ đưa qua cho sở di trú. Cho nên nếu mà quý vị biết như vậy đó, thì khi mà quý vị làm cái hồ sơ, miễn sao nó rõ ràng, nó đơn giản cho người ta, người ta nhớ rằng khi người ta nhận hồ sơ đó là không phải nhân viên sở di trú mà đó là một người contractor của sở di trú. Rất là cảm ơn chú Phương ở thành phố Dallas. Và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp ạ. Dạ, xin mời lên tiếng đi ạ. Vặn nhỏ cái TV và trực tiếp với Tuấn ạ. Dạ, em chào luật sư Tuấn. Dạ. Dạ. Alo. Dạ, Tuấn nghe cho Tuấn biết tên đi ạ. Dạ, em tên Thanh, vợ chồng em ở Houston. Dạ vâng. À, năm 2004 tụi em có bảo lãnh cho gia đình của người em vợ với lại hai đứa cháu đi đây qua đây, nhưng mà bây giờ giấy tờ nó gần sắp tới thì cái người em rể người ta không muốn đi nữa, người ta nói là phải cho y một số tiền á, rồi y mới cho cái người em vợ em dẫn mấy đứa cháu lên bảo đi lên phỏng vấn á. Dạ vâng. Bây giờ trường hợp trong trường hợp của tụi em vậy á thì phải xử lý như sao, anh Tấn giúp cho em. Dạ, dạ vâng. À, cảm ơn anh Thanh ở thành phố Houston. Và Tuấn thì gặp cái trường hợp này rất là nhiều. À, nhất là khi mà người ta kết hôn với người chồng ở bên này, rồi người ta có con riêng và người chồng ở bên Việt Nam không có bằng lòng cho đứa con riêng đi định cư. À, nhưng mà trong cái tình trạng này của anh Thanh á, hoặc là của chị là vợ của anh á, đầu tiên hồ sơ năm 2004, hồ sơ 2004 thì hồ sơ anh chị em nó mới tới năm 2001 thôi, cho nên cái thời gian nó còn ít nhất là trên 3 năm. Tuấn ước lượng cái này nó khoảng 6 năm trở lên. À, đây cái vấn đề mà chuyện trong gia đình hết ở bên Việt Nam. Đây giả sử người em gái có hai đứa con và dễ là người chồng không có muốn định cư.
Thì cái câu trả lời của Tuấn rất là đơn giản thôi, là cái quan trọng là cái người được bảo lãnh phải đi, nghĩa là cái người em gái phải đi, cái đó là quan trọng. Còn người vợ không muốn đi thì cái chuyện đó của người ta. Cái thứ nhì đó là mấy đứa con á, phải có cái sự đồng ý nếu mà cháu nó dưới cái tuổi thành niên đó. Cho nên thưa anh Thanh ạ, hoặc anh chị ạ, bây giờ thì có hồ sơ nó còn Tuấn nghỉ chắc khoảng 5-6 năm nữa, tới lúc đó thì hy vọng là cái hoàn cảnh trong gia đình nó sẽ thay đổi đi, mà có thể khuyến khích anh ta bằng lòng cho cháu nó đi. Hoặc là tới lúc đó cháu nó tới cái tuổi mà cháu nó có thể tự quyết định được rồi thì không cần thiết cái sự đồng ý của ba cháu nó nữa. Còn nếu mà không thì nó là chuyện trong gia đình, mà cái đó là chuyện trong gia đình ở Việt Nam, người ta phải xử lý ở bên Việt Nam. Rất là cảm ơn anh Thanh ở thành phố Houston. Và bây giờ cho Tuấn xin đường dây kế tiếp ạ. Xin mời lên tiếng đấy ạ. Dạ, chào luật sư Tuấn. Dạ vâng. Dạ, em tên Anna ở Houston á. Dạ vâng, mời cô Anna. Dạ, em muốn bảo lãnh vị hôn phu bên Việt Nam. Vậy bước đầu tiên là mình làm phải làm thế nào? Dạ vâng. Dạ, em tính là tháng 2 năm sau sẽ về Việt Nam. Dạ vâng. Vậy nếu em làm giấy tờ vào tháng 2 thì người ở bên đó bao lâu sẽ qua? Cho Tuấn. Dạ, cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn Anna rất là nhiều. Cho Tuấn chỉ hỏi cô Anna vài câu thôi. Là dạ. Mới quen người ta hay là quen người ta trước đây, trước khi qua bên Mỹ vậy? Dạ, tụi em quen hồi xưa cũng lâu rồi. Gia đình cũng quen hồi xưa cũng mấy chục năm rồi, bây giờ mới liên lạc lại. Ok. Lần cuối cùng gặp anh ta, nghĩa là lần cuối cùng đi về Việt Nam gặp anh ta cách đây bao lâu? Dạ chưa, em chưa có gặp. Chỉ có ba em gặp thôi hả, em chưa okay. có gặp. Dạ vâng. Dạ. Rồi hiện tại bây giờ cô đang làm gì để sinh sống ở bên Mỹ ạ? Dạ em làm nail á. Dạ vâng. Làm móng tay. Dạ vâng, và cô đã lập gia đình lần nào trước đây chưa? Dạ chưa, dạ okay. chưa. Ok, ok. Cô qua đây hồi nào, về qua Mỹ hồi nào? Dạ qua hồi năm 92, tháng 9 năm 92. Cho nên 21 năm chưa có gặp anh ta. Dạ. Ok. Dạ, chưa gặp. Thank you very much, cô Anna. Và Tuấn không có muốn đi vào sâu chi tiết đâu, tại đây là một cái chương trình mà quý vị có thể theo dõi. Cho nên nhiều khi Tuấn, mấy cái này thì cái tốt nhất trực tiếp với Tuấn, nói chuyện với Tuấn ở văn phòng. Rồi Tuấn thường thường khi mà nói vấn đề kết hôn ở Việt Nam, cho dù là hôn thê, hôn phu hoặc là vợ chồng, thì Tuấn sẽ đi rất là sâu vào chi tiết. Nhưng mà tiện đây thì Tuấn không có thể đi chi tiết hơn, tại vì đây là một cái chương trình để cho quý vị có thể coi và tìm hiểu thêm thôi. Đầu tiên á, là cái vấn đề bảo lãnh diện vợ chồng hoặc là hôn thê hôn phu Việt Nam, thì nhiều khi Tuấn đã nói rồi là cái phỏng vấn nó không phải đơn giản như vậy. Đã, cái phỏng vấn nó không có đơn giản như vậy. Cái phỏng vấn nào? Đây là mình nói cái phỏng vấn với cái lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Thì nói cho nó dễ hiểu là như thế này. Giả sử đây là một cái cuộc phỏng vấn ở bên Úc đi. Và đây cái cuộc phỏng vấn ở bên Việt Nam. Thì cái khác biệt là như thế nào? Là bên Úc á, thì cái sự gian lận nó rất là ít đó. Nhưng mà bên Việt Nam á, cái sự gian lận nó rất là cao đó. Cho nên cái mức mà gian lận ở bên Việt Nam nó cao tới cái mức độ mà mình có thể nói là nó khó mà phân biệt cái nào thật và cái nào giả. Cho nên Tuấn cảm thấy là cái thinking hoặc là cái cú xét của cái suy nghĩ và cái cú xét của nhân viên với nhân viên Bộ Ngoại giao của lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn, thì cái suy nghĩ của người ta là coi cái quan hệ nào cũng phải là giả hết, ngoại khi có chứng cứ đầy đủ để thuyết phục được người ta thì người ta mới cấp cái thị thực cho dù là hôn thê hôn phu hoặc là vợ chồng để định cư vào nước Mỹ. Cho nên với cái kinh nghiệm như vậy và với cái quan niệm như vậy thì của cô Anna thì mình có thể nói sơ qua là như thế. Nếu mà Tuấn đoán là có thể đây là tình cũ, nghĩa là quen lâu rồi, mất liên lạc, qua đây hai mấy năm với tìm lại và muốn trở lại. Thì theo Tuấn á, là khi trở lại tháng 2 năm 2014 á, đừng có tính vội về cái vấn đề kết hôn hoặc là tổ chức tiệc cưới hoặc là hồ sơ bảo lãnh. Tại vì hai mươi mấy năm không gặp người ta đó, và có thể là hai mấy năm không trở về Việt Nam, cái đùng một cái trở về Việt Nam tổ chức đám cưới làm hồ sơ bảo lãnh, thì coi chừng sau này anh ta đi vào cái lãnh sự quán để phỏng vấn thì với cái sự suy nghĩ và cái
quan tâm của lãnh sự quán là có gian lận hay không, thì rất là có thể người ta coi cái quan hệ này là không phải là sự thật, thì có thể là người ta bị từ chối. Cho nên mấy cái này đó thì trở lại cái basic premise của Tuấn mà Tuấn muốn nói với cô và cho tất cả quý vị. Khi mà mình nói tới cái hồ sơ hôn thê hôn phu hoặc là hồ sơ tình cảm tình yêu ở bên Việt Nam thì mình phải phòng hờ là cái lãnh sự quán có tin được đây là phải thật hay không. Và nếu người ta tin và có đầy đủ chứng cứ thì cái lãnh sự quán lúc đó mới cấp visa cho người ta định cư. Trong cái hoàn cảnh này đó thì Tuấn highly recommend là cho cô nên từ từ build up cái chứng cứ rồi sau đó với tổ chức đám cưới đám hỏi và làm hồ sơ bảo lãnh. Cho nên nếu mà đây là lần đầu tiên trở lại gặp anh ta hai mấy năm rồi thì có thể đây là một cái chuyến để cho tìm hiểu thêm, rồi chuyến sau thì với tổ chức là làm giấy tờ. Nhiều khi cái sự kiêm nhường một tí thì cái kết quả nó tốt hơn và có thể nhanh hơn là một cái hồ sơ bị trục trặc. Rất là cảm ơn cô Anna, thành phố Houston. Và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp ạ. Dạ, xin mời lên tiếng đi ạ. Xin mời dây kế tiếp lên tiếng đi ạ. Hello, phải tôi không ạ? Dạ, xin mời cô ạ. Cho Tuấn biết tên và gọi từ đâu đi ạ. Tôi là Linh ở Arlington đó. Dạ vâng. Tôi muốn tôi bảo lãnh cho một người em trai. Tôi bảo lãnh cho người em trai 2004. Mà đứa con gái của nó là sinh năm 1996. Nếu mà 2017 mà được phỏng vấn thì lúc đó nó 21 tuổi rồi. Thì tôi muốn hỏi không biết cháu lúc giờ cháu được đi theo không? Và từ hôm mà tôi bảo lãnh tới bây giờ 2004 mà tôi chưa nhận được giấy tờ gì cả. Tôi chỉ nhận được một cái receipt sau khi mà tôi nộp cái I-30 gì đó. Dạ, thì người ta chỉ có đưa tôi cái receipt thôi. Tôi nhận được mỗi cái receipt vậy thôi. Còn tôi không nhận được cái gì cả. Thì có sao không? Tôi muốn hỏi cháu có được đi theo và hồ sơ tôi có trục trặc gì không ạ? Cho tôi hỏi cô vài câu cái. Cô tự làm hồ sơ hay là cô có văn phòng nào giúp cho cô? Làm ơn đừng có cho tôi biết tên ha. Cô tự làm hay là cô nhờ người khác làm? Tôi nhờ cái ông văn phòng của cái ông. Ok, đừng có cho tôi. Ok, cho nên nhờ người khác. Cho tôi hỏi cái đó là có phải là văn phòng luật sư hay không? Dạ không ạ. Ok, cảm ơn. Cô có đổi địa chỉ hay không? Dạ không ạ. Ok, very good. Cảm ơn cô Linh ở thành phố Arlington. Cái vấn đề khi mà Tuấn nghe một cái câu hỏi như này thì nhiều khi mình lo sợ cho người ta. Mình dùng cái chữ lo sợ hoặc là mình worry cho người ta là như thế này. Là nhiều khi không có follow up hoặc là địa chỉ như thế nào mà xem cái sở di trú đã chấp thuận hồ sơ hay chưa. Đó, cho nên bây giờ mình nói sơ qua thôi. Là khi mình nộp hồ sơ bảo lãnh cho sở di trú thì sở di trú cấp cho mình cái biên lai, thì cô đã có cái biên lai với sở di trú nhận cái tiền rồi năm 2004 thì chắc cái đó tiền 355 đồng thôi. Cho nên hoặc là 185 đồng thời điểm đó thôi. Cho nên người ta đã có cái biên lai, nghĩa là sở di trú đã có biên lai nhận hồ sơ của cô rồi. Ok, bây giờ cô cần vào cái website của sở di trú để check cái hồ sơ đó đã được chấp thuận hay là chưa được chấp thuận. Nhiều khi đó nó chấp thuận rồi mà nó gửi cho cô bị thất lạc, hoặc là nhiều khi nó yêu cầu bổ túc mình không bổ túc lại bị từ chối đi. Cho nên đó là cái lo sợ của mình, là khi mình tự làm như vậy, cho dù là nhờ cái dịch vụ này dịch vụ kia, mà nếu không phải luật sư thì nhiều khi cái dịch vụ đó dùng địa chỉ nào và mình có đổi địa chỉ hay không. Cho nên make sure là cái địa chỉ mình đúng và địa chỉ mình good là một. Cái thứ hai, phải theo dõi cái hồ sơ, cho dù là có luật sư hay không, phải theo dõi với luật sư hoặc là theo dõi với những cái văn phòng mà giúp cho mình để xem cái hồ sơ này có gì trở ngại hay không. Hồ sơ năm 2004 nộp hồ sơ bảo lãnh cho anh chị em, có thể nó đã chấp thuận, có thể nó đang chưa có giải quyết cái hồ sơ đó, hoặc là có thể nó yêu cầu bổ túc, không bổ túc nó đã từ chối rồi. Cho nên nó có nhiều cái possibility mà có thể xảy ra. Mình cần biết là cái hồ sơ đã đi tới đâu rồi. Cái đó là đầu tiên. Nếu mà nó đã chấp thuận rồi thì nó là chuyện tốt đẹp. Còn nếu nó chưa chấp thuận, it's okay. Nghĩa là mình vẫn phải theo dõi. Lý do tại sao mình phải biết cái đó, tại vì hồ sơ nó chỉ có giá trị nếu mà sở hữu chứng nó duyệt và chuyển qua trung tâm visa mà thôi. Make sure cái bước đầu tiên là bước đi đúng, để cho mình get in line, mình chờ cái thứ tự cho nó đúng. Cho nên cái đó là rất là quan trọng cho cô Linh. Còn cái cháu mà sinh năm 96 bây giờ là 17 tuổi, một thời gian sau 2017, nghĩa là 4 năm nữa là 21 tuổi, cháu được đi hay không? Thì thưa cô, mình chỉ có thể nói là nếu mà hồ sơ còn có thì cháu nó vẫn còn cơ hội. Tại vì sao? Tại vì cái tuổi 21 thì mình không tính cái tuổi năm 96 cộng với 21 là 2017.
mà mình phải tính cái đạo luật C-SPA là cái hồ sơ này duyệt hồi nào, hoặc là chưa duyệt thì được cộng bao nhiêu năm vào cái tuổi 21 nữa. Cho nên cháu nó vẫn còn cơ hội, và cơ hội cũng rất là được, chứ không phải là không có. Nhưng mà make sure cái hồ sơ nó vẫn còn active và vẫn còn nằm với sở di trú hoặc là với cơ quan nhà nước ở đây. Rất là cảm ơn cô Linh ở thành phố Arlington. Và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp ạ. Dạ, xin mời lên tiếng đi ạ. Hello. Dạ vâng, mời cô ạ. Dạ thưa như luật sư Tuấn, em tên Ly á, em gọi từ Houston á. Dạ vâng, mời cô Ly ạ. Dạ vâng, mời cô Ly ạ. Em tính hỏi cho ông xã em, ví dụ như ông thi quốc tịch đó, nếu mà đậu nó có cho đi tinh thể không vậy? Tại vì ông bị uống rượu lái xe năm 2009 á. Dạ vâng. WI. Ok, cho Tuấn hỏi ông ta đã nộp hồ sơ chưa hay là chưa nộp ạ? Vậy chưa tính nộp mà nghe vậy không dám nộp. Dạ vâng. Ok, ngoài cái DWI ông ta còn vấn đề gì luật pháp nữa hay không? Dạ không. Dạ vâng, ông ta đã qua đây được bao lâu rồi? Gần 10 năm rồi. Dạ vâng, ông ta có khả năng Anh văn để thi đậu được hay không? Đang học. Dạ vâng, ông ta qua đây theo diện gì ạ? Bảo lãnh anh chị em. Dạ vâng. Ok, ông ta có bao giờ đi khỏi nước Mỹ trên 6 tháng hay không? Dạ không. Ok, cảm ơn cô Ly rất là nhiều. Và bây giờ tôi sẽ cố gắng trả lời cho câu hỏi của cô Ly. Nhắc nhở quý vị rằng là nhớ rằng là cái này không có thể thay thế được cái sự cố vấn của quý vị và trực tiếp với luật sư quý vị. Especially khi người ta có vấn đề về hình sự. DWI đối với Tuấn là một cái tội mà không phải là trái cái tội đạo đức, cho nên nó không có phải là hoàn toàn cấm mình vào quốc tịch được. Trên cái mặt luật di trú, khi mình muốn nộp đơn xin nhập vào quốc tịch thì mình phải trình bày là mình là một người có đạo đức tốt. Cho nên thường thường nếu người ta không vi phạm cái gì về hình sự thì cái luật di trú coi giống như người ta là một công dân tốt rồi. Nhưng mà ngược lại nếu người ta vi phạm thì nó coi cái thời gian vi phạm là thời gian nào, thì đây là trong vòng 5 năm mà cái tội đó có phải là tội trái với đạo đức hay không. DWI không phải là tội trái với đạo đức, những cái tội khác giống như là xì ke ma túy, cờ bạc, ăn cắp ăn trộm thì trái với đạo đức thì không được. Cho nên nó là không phải là cái tội mà hoàn toàn có thể cấm ông ta vào quốc tịch được. Nhưng mà ngược lại đây là một cái tội mà nó xảy ra trong vòng 5 năm. Cho nên coi chừng nhân viên của sở di trú vẫn có thể nói là cái này mới quá, mình không có thấy cái sự hối cải để thay đổi, cho nên chưa chắc người ta cho vào quốc tịch. Cho nên coi chừng cái phần đó thôi, chứ không phải là hoàn toàn cấm người ta vào quốc tịch được. Cái đó là đầu tiên. Cái thứ nhì nữa đó là chú qua đây hoặc là anh ta qua đây cách đây khoảng 10 năm thôi, qua đây theo diện anh chị em. Cho nên khi mà trong cái hoàn cảnh này, trước khi mình nói về vấn đề nộp hồ sơ quốc tịch nữa, thì nhớ rằng là đây phải thi bằng tiếng Anh. Cho nên make sure cái khả năng Anh văn của mình nó đầy đủ hết. Chứ nếu mà không đi vào thì cũng biết rồi, đây đã có cái quá khứ về hình sự thì người ta sẽ hỏi rất là nhiều. Cho nên nếu mà cái khả năng Anh văn chưa có đầy đủ đó, thì có thể nên chờ cái thời gian 5 năm từ cái ngày phạm tội đó đã qua đi. Rồi lúc đó nếu mà Anh văn thấy nó phát triển đó, thì có lúc đó thì nên nộp đơn hay hơn. 2009, 5 năm, 2014, năm tới. Và nếu mà Anh văn phát triển thì lúc đó có thể nộp đơn hay hơn. Cho nên đó là cái vấn đề mà tốt nhất tham khảo trực tiếp với luật sư của ông ta. Ở Houston thì ngoài Tuấn còn những luật sư khác có thể đầy đủ giúp cho ông ta được hết. Thưa quý vị, tới đây cũng hết thì giờ cho quý vị cho chương trình luật di trú và nhập tịch. Và chương trình này sẽ được chiếu lại vào sáng ngày mai từ 8 giờ sáng cho tới 9 giờ sáng qua đài truyền hình Việt TV, 10 giờ sáng cho tới 11 giờ sáng qua đài truyền hình Việt Face, và lúc nào cũng có trên YouTube hết cho quý vị. Đó là luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn. Rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình tối nay. Và Hy Tuấn xin chúc quý vị một buổi tối rất là an lành và một tuần rất là tốt đẹp. Xin kính chào. We'll be right back.